Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Hoàng Trọng Thuật. Và trong cái video này, Thuật sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta chuyển hình ảnh thân bảng tính ở trên phần mềm Microsoft Excel các bạn nhé. Ok, thì trong nhiều trường hợp thì chúng ta cần phải nhập liệu một số cái bảng tính ở trên một cái file giống như là file invoice hoặc là file hóa đơn chẳng hạn vào trong file Excel. Thì how làm thế nào để có thể nhập một cách nhanh chóng những cái dữ liệu ở trên cái file invoice ở trên tờ giấy chẳng hạn vào cái file Excel một cách nhanh chóng? Thì video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái tính năng là gì ạ? Thêm hình ảnh vào Excel và chuyển các cái dữ liệu trong hình ảnh đó vào bảng tính một cách nhanh chóng các bạn nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Thì như trên màn hình đây các bạn đang thấy được là mình đang có một cái tờ hóa đơn của cửa hàng sau khi mình mua hàng đi. Thì làm thế nào để có thể nhập liệu nhanh chóng cái hóa đơn này vào trong cái file Excel chúng ta để dễ dàng quản lý? Thì trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách làm nhé. Thì đầu tiên chúng ta cần phải mở cái phần mềm Microsoft Excel ở trên máy tính của chúng ta lên các bạn nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ nhập vào cái tab Data hay là tab dữ liệu đó các bạn. Và ở trên tab dữ liệu ấy thì nó sẽ có cái tính năng là From Picture. Và ở đây chúng ta chỉ cần nhập vào From Picture và nhấn vào Picture From File các bạn nhé. Cái nút này thì cho phép chúng ta sẽ upload một cái hình ảnh ở trên máy tính chúng ta vào trong Excel. Và ở đây chúng ta nhập vào đây. Tiếp tục thì chúng ta sẽ chọn vào cái file hóa đơn chúng ta muốn nhập liệu vào bảng tính Excel các bạn nhé. Sau đó chúng ta nhấn vào Insert. Rồi chúng ta sẽ chờ một vài giây để Excel load cái file bảng tính đó vào. Và ở đây, ở trong cái tab Data from Picture này thì bạn có thể thấy được là cái AI của Excel nó đã nhận diện và nó quét qua cái vùng dữ liệu ở trên cái hình ảnh này và nó cho ra các cái cột như sau. Thì đối với cái cột này chúng ta có thể nhấp trực tiếp vào cột để chỉnh sửa dữ liệu trước khi chúng ta đưa tất cả dữ liệu vào trong bảng tính. Rồi, thì ở đây chúng ta có thể nhấp tròn vào từng ô để chỉnh sửa dữ liệu cho nó phù hợp và ăn khớp với cái hình ảnh mà chúng ta cung cấp cho Excel. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được là ví dụ như ở mục là tiền đi, chúng ta nhấp vào đây thì nó sẽ zoom lớn cái phần hình ảnh nó đã quét qua. Và ở đây do là hình ảnh của chúng ta khá là mờ nên nó không quét được cái dấu chấm ở giữa số 25 đô này. Chính vì vậy ở đây chúng ta cần phải trực tiếp thêm dấu chấm vào đây để nó hiểu là 25 đô. Sau đó chúng ta nhấn vào Accept. Tương tự như vậy ở các cái phần còn lại chúng ta cần phải chỉnh sửa nó cho đúng với cái bảng nhập liệu chúng ta các bạn nhé. Rồi, thì sau khi mà chúng ta thấy được cái số liệu ở trên cái bảng tính chúng ta load lên Excel á, mà đã chỉnh sửa được xong rồi ấy, thì sau đó chúng ta nhấn vào Insert Data các bạn nhé. Rồi đây chúng ta sẽ nhấn vào Insert Anyway. Nó sẽ bảo là có 7 cái item đến bây giờ vẫn chưa yêu cầu được review thì cũng không sao cả nhé. Các bạn nhấp vào Insert Anyway. Thì như vậy bạn đang nhìn thấy ở đây chính là cái bảng tính của chúng ta đã được đưa vào file Excel. Bây giờ chúng ta chỉ cần là gì ạ? Format qua một lần nữa trước khi chúng ta có thể tiến hành chỉnh sửa và tổng hợp các dữ liệu ở trên bảng tính này một cách dễ dàng. Rồi, như vậy là chúng ta đã thêm cái dữ liệu vào bảng tính Excel dưới dạng hình ảnh một cách thành công. Và với cách làm này thì Thuật hy vọng rằng bạn sẽ dễ dàng nhập liệu cái dữ liệu ở trên file hình ảnh của bạn một cách nhanh chóng và tiện lợi. Và nếu như bạn thấy cái topic này là hữu ích với bạn thì đừng ngần ngại dành vài giây nhấn vào nút like video để ủng hộ channel của Hoàng Thuật và đón xem những video tiếp theo mỗi khi Thuật ra mắt các bạn nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.